thất bại tại Avdiivka trở thành vết sẹo. Mỹ, Ukraine ngày càng thất vọng về nhau. Các quan chức Mỹ cho biết, ngay cả sau khi biết rằng Nga với quân tiếp viện lớn hơn sẽ chiếm ưu thế, Ukraine vẫn cố chấp không rút quân ở Avdiivka. Mỹ và Ukraine ngày càng thất vọng về đồng minh. Theo New York Times, hơn 2 năm liên minh, mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đang có dấu hiệu sứt mẻ, nhường chỗ cho sự thất vọng và cảm giác rằng mối quan hệ có thể bị mắc kẹt trong một lối mòn. Đối với Lầu Năm Góc, sự bực tức xuất phát từ một vấn đề duy nhất thường xuyên xảy ra. Các chiến lược gia quân sự Mỹ bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Lo Austin tin rằng Ukraine cần tập trung lực lượng vào một cuộc chiến lớn tại một thời điểm Thay vào đó, Tổng thống Zelensky đã triển khai lực lượng trong các trận chiến giành các thị trấn mà các quan chức Mỹ cho rằng thiếu các giá trị chiến lược. Ví dụ gần đây nhất, liên quan đến trận chiến giành thành phố Adivka ở phía đông đã rơi vào tay Nga vào tháng trước, các quan chức Mỹ cho rằng Ukraine đã bảo vệ Adivka quá lâu và phải trả giá quá đắt. Ngay cả bây giờ, nhiều tháng sau cuộc phản công thất bại, trong mắt lầu năm góc, Ukraine không nghe theo lời khuyên của họ và Kiev vẫn thường xuyên không muốn lắng nghe. Về phần mình, Ukraine ngày càng chán nản vì sự tê liệt chính trị của Mỹ đã dẫn đến tình trạng thiếu đạn dược cho quân đội ở mặt trận. Các quan chức Nhà Trắng và Ukraine đều nói rằng việc quốc hội cho đến nay không thông qua dự luật viện trợ khẩn cấp bao gồm 60,1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã làm suy yếu cuộc chiến trên thực địa. Kiev cũng thường xuyên phàn nàn rằng chính quyền tổng thống Biden đã chậm phê duyệt các hệ thống vũ khí tiên tiến có thể vượt qua ranh giới đỏ của Nga từ máy bay chiến đấu đến tên lửa tầm xa. Trong khi đó, chỉ cách chiến hào của Nga ở miền đông Ukraine vài dặm, loạt đạn pháo của Nga từ lựu pháo, rocket và súng cối vào tuần trước gần như đã nã không ngừng nghỉ. Sự đáp trả của Ukraine được đánh dấu bằng tiếng nổ mạnh của hỏa lực bắn ra thường ít hơn đáng kể trong tầng hầm của nơi từng là trang trại nhỏ. Một người lính Ukraine đang bận rộn điều chỉnh thiết bị bay không người lái. Người lính có biệt hiệu là Daisy nói rằng ông thất vọng vì Mỹ không hành động, cho rằng sự sụp đổ của Adipska là do Washington không cung cấp viện trợ. Adipska vết sẹo trong mối quan hệ Mỹ và Ukraine Tuy nhiên, Adipska là loại cuộc chiến mà các nhà hoạch định chiến tranh Mỹ muốn Ukraine xử lý theo cách khác. Một cựu sĩ quan chỉ huy Mỹ có quan hệ chặt chẽ với lực lượng vũ trang Ukraine cho biết không có lý do gì để giữ thành phố này lâu như vậy, ngoại trừ việc tiêu diệt thêm quân và thiết bị của Nga. Các quan chức Mỹ cho biết ngay cả sau khi rõ ràng rằng các lực lượng của Nga với quân tiếp viện lớn hơn sẽ chiếm ưu thế, Ukraine vẫn cố chấp thay vì tiến hành rút quân chiến lược Kết quả là mức độ thất vọng của Mỹ đối với người Ukraine rất cao, đặc biệt là với ông Zelensky và giới lãnh đạo chính trị, theo một quan chức quân sự cấp cao của phương Tây và cựu chỉ huy Mỹ. Cuối cùng, sự rút lui hỗn loạn của Ukraine là một sai lầm. New York Times dẫn lời một cựu sĩ quan chỉ huy của Mỹ, theo các quan chức phương Tây, hàng trăm binh sĩ Ukraine có thể đã bị các đơn vị của Nga tiến công bắt giữ. Sự bất đồng về Adipska phản chiếu sự thất vọng của Washington đối với cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin và các quan chức Mỹ khác đã kêu gọi Ukraine tập trung tấn công vào nỗ lực chính dọc theo chiến tuyến dài hơn 600 dặm và gây sức ép để chọc thủng các công sự của Nga ở đó. Các quan chức Mỹ tin rằng tướng Zaluni đã đồng ý với lời khuyên của Mỹ, nhưng ông không thể thuyết phục được tổng thống của mình. Vì vậy, thay vì một cuộc chiến quyết định duy nhất, Kiev đã chia quân gửi một số về phía đông và một số đến các mặt trận khác kể cả ở phía nam. Điều này đã dẫn đến sự thất bại của cuộc phản công. Châu Âu ngày càng chia rẽ về hỗ trợ Ukraine Những lập trường trái ngược của lãnh đạo Pháp và Đức cũng như những bất đồng trong nhóm bốn nước Trung Âu cho thấy châu Âu ngày càng giãn nứt về Ukraine. Lãnh đạo bốn quốc gia Trung Âu gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia và Ba Lan, hay còn được gọi là Bộ Tứ, Visegrad, nhóm họp tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc hồi cuối tháng 2. Bốn nước đều từng là những quốc gia vệ tinh của Liên Xô và giờ là thành viên Liên minh châu Âu, EU, NATO. Tuy nhiên, cuộc gặp tuần trước đã phơi bày những bất đồng giữa liên minh không chính thức này về cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ba Lan và Cộng hòa Séc chung lập trường ủng hộ Ukraine. Có thể nói giữa chúng ta có những bất đồng, tôi không cho rằng cần giữ bí mật về việc chúng ta có quan điểm khác nhau về nguyên nhân Nga phát động xung đột Ukraine và cách giải quyết nó, Thủ tướng Cộng hòa Séc Bert Fiala, người chủ trì cuộc họp, nói. Thủ tướng Ba Lan Donald chỉ trích gay gắt Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh bất kể Nga là quốc gia mạnh tới đâu, việc đánh giá về mặt chính trị, lịch sử và đạo đức về những gì đang diễn ra ở Ukraine vẫn phải rõ ràng. Trong khi đó, những lãnh đạo dân túy Hungary và Slovakia có lập trường khác. Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói cách tiếp cận của phương Tây đối với xung đột Ukraine là thất bại hoàn toàn. Tôi không tin vào một giải pháp quân sự cho xung đột ở Ukraine. Ông Fico nói cho rằng EU nên có kế hoạch hòa bình cho cuộc chiến này. Ông Fico, người theo chủ nghĩa dân túy cánh tả, đã nhiều lần lặp lại các tuyên bố của Nga về nguyên nhân xung đột, như chính phủ Ukraine điều hành một nhà nước phát xít. Ông cũng nhiều lần phản đối lệnh trừng phạt của EU với Nga và muốn ngăn Ukraine gia nhập NATO. Ông cho rằng số lượng vũ khí mà phương Tây hỗ trợ Ukraine nhiều đến đâu cũng không thể thay đổi cục diện cuộc chiến. Xung đột chỉ có thể kết thúc thông qua các cuộc đàm phán, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói. Ông cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Thủ tướng Orbán được đánh giá là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU. Ông từng tuyên bố Hungary sẽ duy trì quan hệ kinh tế với Nga, nhận định Moscow không phải là mối đe dọa an ninh với Budapest. Những dạn nứt của châu Âu không chỉ xuất hiện ở nhóm bộ tứ Visegrad, phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng phương Tây không thể loại trừ khả năng triển khai quân đội đến Ukraine đã lập tức vấp chỉ trích của nhiều đồng minh. Tổng thống Putin đã cảnh báo về nguy cơ xung đột hạt nhân sau phát biểu này. Sau cuộc gặp với tổng thống Séc Pétro Pavel ngày 5 tháng 3, ông Macron đã giữ nguyên quan điểm về đưa quân tới Ukraine và nhận định cần phải có bước đột phá chiến lược. Ông nhấn mạnh đã tới lúc đồng minh của Ukraine cần hành động và tuyên bố sắp đến thời điểm châu Âu không được hèn nhát. Thông điệp của tổng thống Pháp rằng các thành viên NATO phải sẵn sàng làm nhiều hơn nữa để giúp Ukraine chống Nga là có cơ sở, theo giới quan sát. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự hỗ trợ này nên là gửi vũ khí thay vì binh sĩ. Bình luận công khai của ông ấy về việc gửi quân tới chiến trường đã đặt các đồng minh vào thế khó và gây ra những chia rẽ mang tính chiến lược, đặc biệt với Đức giữa lúc họ cần sự đoàn kết, theo Financial Times viết trong bài bình luận ngày 5 tháng 3. Các quan chức Pháp giải thích những bình luận của ông Macron nhằm tạo ra sự mơ hồ chiến lược cho Moscow về những gì NATO có thể làm cho ông Macron, đề cập tới lực lượng phương Tây đảm trách các vị trí, các nhiệm vụ phi chiến đấu sau tiền tuyến. Sau nhiều đồng minh của Pháp lo ngại, ngay cả việc triển khai một lượng nhỏ quân cũng sẽ đưa NATO tới bờ vực đối đầu trực tiếp với Nga, điều mà họ lâu nay muốn tránh. Nhiều lãnh đạo phương Tây lo ngại bất kỳ cuộc thảo luận nào về triển khai quân phương Tây có thể khiến công chúng bất mãn, chuyển sang phản đối các nỗ lực hỗ trợ Ukraine. Điều này cũng có thể góp phần giúp Nga tuyên truyền lập luận rằng đây là cuộc xung đột do NATO kích động. Chúng tôi nhất trí rằng mọi người cần làm nhiều hơn để giúp Ukraine. Kiev cần vũ khí, đạn dược và khả năng phòng không. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết những vấn đề đó. Song rõ ràng là sẽ không có chuyện gửi quân, của các nước châu Âu hoặc NATO từ Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz viết trên mạng xã hội tuần trước. Khi nguồn viện trợ Mỹ có nguy cơ bị cản trở do tranh cãi chính trị và nguồn vũ khí sản xuất của châu Âu không đủ đáp ứng ưu tiên hàng đầu, hiện giờ là đảm bảo Ukraine có đủ số vũ khí cần thiết trong năm nay, gồm tất cả mọi thứ từ đạn pháo tới tên lửa hành trình, tiêm kích và hệ thống phòng thủ. Trong tuần qua ông Macron dường như từ bỏ phản đối sử dụng quỹ của EU để mua vũ khí cho Ukraine từ ngoài khối. Lập trường trước đây ông cho là tiền của châu Âu chỉ nên dành cho nỗ lực khởi động ngành công nghiệp quốc phòng của khối để đáp ứng nhu cầu lớn của Ukraine. Tổng thống Pháp ngày 5 tháng 3 cam kết Paris sẽ đóng góp vào kế hoạch mua 800.000 đạn pháo của Séc, đồng thời chấp nhận để Quỹ Hòa bình châu Âu của EU tài trợ cho kế hoạch này. Thủ tướng Đức Schol cũng trở thành tâm điểm trong những chia rẽ của phương Tây tuần qua khi giải thích lý do Đức không viện trợ cho Ukraine tên lửa Taurus mạnh mẽ nhất của họ. Ông Schol nói rằng việc chuyển giao vũ khí như vậy có thể khiến binh sĩ Đức phải đến Ukraine hỗ trợ vận hành tên lửa khiến Berlin bị coi là một bên trong xung đột. Ông ám chỉ Anh, Pháp có thể đang bí mật giúp Kiev dùng các vũ khí tương tự để thực hiện các đợt tấn công. Đây là loại vũ khí có tác động rất sâu rộng. Đức không thể thực hiện những gì người Anh và Pháp đang làm để hỗ trợ Ukraine nhắm mục tiêu các đòn đánh. Bình luận đã khiến lãnh đạo Đức lập tức vấp chỉ trích khi các cựu quan chức châu Âu nói rằng ông đã tiết lộ bí mật chiến tranh. Hành động của ông Schoen cho thấy ông ấy hoàn toàn sai lầm trong vấn đề an ninh châu Âu. Ben Willis, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh, nói